Vâng, và như thường lệ thì một bài trải nghiệm của xe hay không thể thiếu bài test về độ an toàn. Và bài test an toàn đầu tiên đó chính là bài slalom như mọi khi. Tốc độ đầu tiên sẽ là 60 km/h. Hãy cùng thử xem. 60 rồi. Rất nhanh. 60 hơi dễ. Rất dễ. Slalom 60 một cách đơn giản và nhẹ nhàng. Rồi sẽ quay trở lại và tăng tốc lên 70 km/h. Và bây giờ là 70 km/h. 70 rồi. Vâng, tôi đã đánh lái hơi gắt một chút. Vào lúc đó tiếng lốp đã rít to hơn. Lúc này là hệ thống cân bằng điện tử của chiếc Outlander đã can thiệp vào để giúp chiếc xe ổn định, vẫn vượt qua được các cọc tiêu mà không bị vượt quá khỏi quỹ đạo của đường chạy. Bây giờ tôi sẽ tăng tốc lên 75 km/h, xem chiếc Outlander này có thực sự ổn định trên đường chạy slalom. Tăng tốc luôn. Bảy lắm rồi. Chỉ cần đánh lái ngọt hơn một chút. Vâng, 75 nếu như đánh lái mượt mà, nhẹ nhàng, đúng quỹ đạo, thậm chí tiếng rít của lốp còn không nhiều, thân xe vẫn rất ổn định. Lúc này nếu như cảm nhận kỹ hơn thì có thể thấy là cái giảm sóc, cái hệ thống treo của Outlander nó hơi cứng một chút, nhưng cũng dễ hiểu bởi chiếc xe này dù gì nó vẫn mang cho mình một cái dòng máu off-road, hai cầu, cho nên cũng dễ hiểu. Và nếu như bạn chở nhiều người hơn, 4 người, 5 người thì chiếc xe sẽ êm ái hơn thay vì đi một mình như tôi. Vâng, như vậy là qua phần test vừa rồi chúng ta có thể thấy đánh lái rích rắc liên tục tốc độ 75 km/h thì Outlander vẫn hoàn thành một cách xuất sắc. Vâng, và tiếp theo sẽ là một bài thử khó hơn về độ ổn định và cân bằng của xe, đó chính là bài Move Step. Và lần đầu tiên sẽ là 60 km/h. Tăng tốc bắt đầu. 60 rồi. Vượt qua một cách đơn giản. Chúng ta sẽ quay đầu lại. Lần thử tiếp theo sẽ là 65 km/h. Tăng tốc. 65 rồi. Vâng, vẫn qua nhưng chúng ta rõ ràng có thể nghe thấy tiếng rít lốp lớn hơn, nhưng tiếng can thiệp vào phanh thì chưa nhiều. Vâng, và bây giờ sẽ là lần thử thứ 3 với vận tốc 70 km/h. Liệu chiếc Outlander này có vượt được qua bài Move Step này không? Hãy cùng chờ đợi. Tăng tốc. 70 rồi. Vẫn vượt qua. Vâng, rất an toàn. Chiếc xe này đã vượt qua bài Move Step với tốc độ 70 km/h. Nhưng rõ ràng các bạn có thể thấy tiếng can thiệp vào phanh đã lớn hơn rất nhiều, và tai chúng ta có thể nghe được phanh. Lúc đó chiếc xe đã tự động phanh lại để sao cho chiếc xe rẽ đúng quỹ đạo mà không bị văng, không bị trượt. Rõ ràng cái dòng máu, cái ADN của những chiếc xe off-road địa hình vẫn còn nằm nguyên ở trong chiếc xe này. Chính vì vậy mà nó đã giữ được cái sự ổn định, sự cân bằng khi vượt qua những cái tình huống khó như thế này. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.